Ông bạn là ăn ít, sáng ốm nghe anh Toàn, sáng ốm Tuyên, sáng ốm cổ giống dưới đền nốt nói cho anh con. Cổ giống là Nguyễn Xuân Dung. Khi tế là cổ giống mình ông hướng cho nên cổ giống có cái dễ căn cược mà dư là gọi là cái chứng minh thứ. Cho nên ông ưu này, ông ưu bên đây này. Là đi mò trì rồi là không có chứng minh thứ cho nên là màn của cổ giống. Lấy cổ giống như khi nào không có ăn. Giống vậy như. Cho nên ông ưu là đi mò trì rồi phố trong Sài Gòn á. Cứ lấy cái tên của cổ giống là Nguyễn Xuân Dung. Ngày ông mất rồi đưa về đấy là chủ giờ và phá rắn chủ nói với ông như thế này. Cái tên là tên của cổ giống. Chị anh viết thì cứ viết về viết ông lấy của cổ giống như về trời, nhưng mà anh phải viết mở động hoặc là tức ông ưu. Chứ ông Nguyễn Xuân Dung nếu là chính của cổ giống. À, ông nha con.